Ngày nay, thật đáng buồn khi những vấn đề về cảm xúc của con người như là trầm cảm, bạo lực, nghiện ngập đang ngày một gia tăng ở mức độ báo động trên toàn thế giới. Chúng ta thì ngày càng giàu có hơn, thế nhưng mà lại ít cảm thấy hạnh phúc hơn, và dường như ngày càng không biết đối mặt với cảm xúc của mình ra sao. Những điều ấy buộc chúng ta phải nhìn nhận rằng trí tuệ cảm xúc EQ là một loại trí tuệ bị lãng quên và không nhận được sự giáo dục đúng đắn. Là một loại trí tuệ quan trọng và nó quyết định đến sự thành công, hạnh phúc của một người nhiều hơn là chỉ số EQ. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Su Tiên, kênh chia sẻ những bài học tinh túy thông qua các cuốn sách hay với hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình hoàn thiện bản thân. Video ngày hôm nay mình xin được chia sẻ về chủ đề trí tuệ cảm xúc quan trọng như thế nào thông qua cuốn sách mang tên Trí tuệ cảm xúc của tác giả Ian Duhovsky. Tác giả Ian Duhovsky đã dành hơn 10 năm để nghiên cứu xã hội học và ông muốn chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được thông qua từng cuốn sách được ra mắt. Phần lớn các sách ông viết thuộc về thể loại giáo dục và tâm lý, với lối viết đơn giản, dễ hiểu và có thể dễ dàng áp dụng kiến thức vào trong thực tiễn cuộc sống. Một vài cuốn sách nổi tiếng của ông như Khám phá tâm lý học giao tiếp, Học cấp tốc, Thiền cho người mới bắt đầu, Sống hạnh phúc, bình yên và chánh niệm, Độc thoại nội tâm làm chủ cuộc sống, Hiểu và ứng dụng nhanh, Thiền cho người mới bắt đầu, và cuối cùng là cuốn sách Trí tuệ cảm xúc. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với nội dung chính của video ngày hôm nay. Trí tuệ cảm xúc là gì và vì sao những người kém thông minh lại có thể thành công hơn những người thông minh? Trí tuệ cảm xúc là năng lực thúc đẩy, kiên trì trong khó khăn, làm chủ những xung năng của mình, nhẫn nại chờ đợi sự thỏa mãn ham muốn, là khả năng điều hòa tâm lý, không để suy nghĩ bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực, khả năng đồng cảm và hy vọng. Nhờ những kỹ năng này mà người có trí tuệ cảm xúc, họ luôn tự tin, biết tự nhận thức, luôn tràn đầy năng lực và sức sáng tạo. Ngoài ra, họ còn có khả năng ứng phó với căng thẳng và biết cách hòa hợp với những người xung quanh. Họ tiếp cận cuộc sống qua lăng kính lạc quan, không sợ thay đổi và nhất quán với bản thân. Họ chính là những người thành công. Ví dụ về một nghiên cứu khoa học do các trường đại học từ Hoa Kỳ và châu Âu cho rằng phản ứng dựa trên trí tuệ thông thường, tức là chỉ có chỉ số EQ thôi, thì chỉ đóng góp khoảng 20% thành tựu cũng như thành công của con người. Trong khi đó, trí tuệ cảm xúc lại chiếm đến hơn 80%. Trong khi chỉ số thông minh EQ là do gen di truyền và chúng ta không thể thay đổi điều đó, thì chỉ số EQ, chỉ số trí tuệ cảm xúc lại có thể gia tăng trong suốt cuộc đời. Đây cũng chính là sự lý giải cho câu hỏi tại sao những người tuy kém thông minh nhưng mà lại có được sự thành công hơn là những người rất thông minh. Tuy nhiên, điều này lại không đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ tập trung phát triển trí tuệ cảm xúc mà phớt lờ đi tư duy logic. Mà trí tuệ cảm xúc chính là việc cân bằng giữa xúc cảm và lý trí. Ví dụ, khi bạn đi mua một chiếc điều hòa, nếu là một người lý trí thì bạn sẽ mua một chiếc tiết kiệm điện nhất, giá mềm hoặc có thể có khuyến mại. Nhưng khi không thể tìm được chiếc nào đáp ứng được nhu cầu, thì bạn sẽ rời khỏi siêu thị và tiếp tục tốn thêm thời gian để đi tìm tại một siêu thị khác. Nhưng nếu là một người được dẫn dắt bởi con tim và cảm xúc, thì cái nào thấy đẹp, màu sắc thiết kế hài hòa là bạn quyết định luôn, mặc dù có thể nó rất tốn điện. Cả hai lựa chọn trên thì không có lựa chọn nào liên quan đến trí tuệ cảm xúc cả. Vì một người có trí tuệ cảm xúc thì họ có thể cân bằng giữa tiếng nói của lý trí và tiếng nói của cảm xúc. Khi cảm xúc chi phối lý trí. Ở đầu cuốn sách thì tác giả có kể về một câu chuyện như sau. Có một người quản lý trẻ tuổi làm việc tại một công ty lớn. Cô ấy là một người luôn thẳng thắn với những gì mà cô ấy nghĩ, luôn chia sẻ những cảm xúc của cô ấy với cấp dưới trong lúc làm việc. Cô ấy tỏ ra sung sướng đến mức có thể nhảy cẫng lên khi công việc thuận lợi, và ngược lại thì có thể đóng sập cửa lại khi mà đang gặp vấn đề khó khăn, lo lắng. Đến nỗi cấp dưới của cô ấy luôn phải nhìn thái độ của cô ấy để mà làm việc. Cô ấy rất dễ dàng thay đổi quyết định của mình và có xu hướng luôn đổ lỗi cho cấp dưới về sai lầm từ quyết định của bản thân mình. Trong trường hợp này, cô ấy chính là hiện thân cho tuýp người quá nhạy cảm. Mà người nhạy cảm thì lại không phải là người có trí tuệ cảm xúc. Cô ấy có thể rèn luyện trí tuệ cảm xúc của mình
để trở thành một người biết lắng nghe ý kiến của cấp dưới, biết kiểm soát cảm xúc của chính mình, điềm tĩnh hơn và không bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân của mình, biết nói lời xin lỗi khi sai, biết học hỏi điều tốt từ chính nhân viên của mình, biết cách thể hiện quyền lực và sự chuyên nghiệp bằng cách khen ngợi, khích lệ và công nhận thành quả của người khác. Horace Walpole đã từng nói rằng, cuộc sống là hài kịch đối với những ai suy nghĩ và là bi kịch đối với những ai cảm nhận. Có một cô gái phải mất 2 giờ đi đường để có một ngày ở Boston với cậu bạn trai của mình. Trong bữa ăn thì anh có tặng cho cô một bức tranh khắc quý hiếm. Nhưng niềm vui của cô sớm bị tắt khi mà anh từ chối đề nghị xem phim ở rạp với cô vì phải đi tập bóng chày. Bị tổn thương và không thể tin được, vừa khóc cô vừa rời khỏi hiệu ăn và ném ngay bức tranh vào trong thùng rác. Khi kể lại chuyện này thì cô thấy tiếc vì mất tác phẩm nghệ thuật này hơn là vì không đi xem phim. Sau những lúc nổi giận, chúng ta thường cảm thấy rất ân hận. Đó là những lúc mà chúng ta thường để cảm xúc chi phối mà hoàn toàn phớt lờ đi lý trí của mình. Sự trả giá vì để cảm xúc chi phối lý trí trong trường hợp của cô gái kia là tương đối nhẹ nhàng. Thế nhưng ở những trường hợp khác nặng nề hơn thì nó sẽ đến mức trở thành bi kịch. Có một tên trộm khét tiếng vừa mới mãn hạn 3 năm tù và anh ta quyết định đánh ván bài cuối cùng. Anh ta lẻn vào căn hộ của 2 cô gái sinh sống cùng với nhau. Anh ta nghĩ rằng không có ai ở nhà. Nhưng thực ra thì có một cô gái ở nhà và anh ta đã trói cô ấy lại. Khi mà anh ta chuẩn bị rời đi thì cô gái thứ 2 trở về và anh ta cũng buộc phải trói cô gái đó lại. Trong khi mà trói cô gái thứ 2 thì cô gái thứ nhất nói với anh ta rằng: "Tôi đã nhìn thấy rõ mặt anh và sẽ báo cảnh sát để tìm ra anh." Anh ta nhất thời trong cơn hốt hoảng và mất bình tĩnh thì đã cướp đi sinh mạng của cả 2 cô gái. 25 năm sau thì anh ta nói rằng khoảnh khắc ấy anh ta đã điên lên và đầu thì trực nổ tung và anh ta bị chi phối bởi cảm xúc tức thời đó mà không hề suy nghĩ lý trí rằng làm sao mà cô gái kia có thể nhìn thấy rõ mặt anh ta khi mà anh ta đã bịt kín mặt. Nếu như mà dùng lý trí thì có lẽ ván bài cuối cùng đó của anh ta đã không đi đến bước đường tù tội thêm một lần nữa. Tất cả chúng ta cũng đều trải qua kinh nghiệm này dưới hình thức ít bi thảm hơn. Hãy nhớ tới lần gần nhất khi mà bạn mất bình tĩnh với ai đó, những lời mà bạn nói ra, những thái độ của bạn khi ấy làm cho bạn rất hối hận sau khi mà bạn bình tĩnh trở lại. Nhiều khi bạn còn tự hỏi tại sao mình lại mất bình tĩnh đến như vậy, trong khi mọi chuyện đáng lẽ có thể giải quyết theo cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu mà mình chịu suy nghĩ thấu đáo hơn một chút mà không vội vàng mặc cho cảm xúc chi phối bản thân. Đó là những tình huống khi mà cảm xúc lên ngôi, ta phớt lờ đi lý trí. Nhưng có đôi khi thì lại ngược lại. Đó là tình thế khi mà lý trí đứng một mình. Lý trí đã trở thành công cụ quan trọng nhất của người hiện đại. Mặc dù tư duy lý trí thực sự là thành tựu vĩ đại nhất trong quá trình tiến hóa của loài người, nhưng mà công cụ này thì lại vô dụng khi mà chúng đứng một mình. Khi mà chỉ có một mình lý trí làm chủ, thì nó sẽ làm nhấn chìm thế giới cảm xúc của bạn, sự sáng tạo, trí tưởng tượng và trực giác. Hãy đặt cảm xúc của bạn qua một bên, lý trí lên nào, đừng hành động dựa trên cảm xúc. Bạn chắc hẳn đã đôi lần nghe thấy những câu nói này rồi đúng không? Robert Wancolos Ferry, nhà tâm lý học thần kinh nổi tiếng người Mỹ, đã từng nói rằng hầu hết người ta nghĩ cảm xúc là không tốt, người ta không nên cảm nhận hay nhượng bộ chúng. Điều này đã mang đến một hệ quả giống như thực trạng xã hội ngày nay mà ở đầu video mình đã nhắc đến. Chúng ta không chấp nhận cảm xúc của mình, dẫn đến những cảm xúc tiêu cực ngày càng chồng chéo lên nhau và mỗi lúc thêm dữ dội hơn. Một người đàn ông nhận được lời nói chia tay vì cô ấy phản bội anh ta. Khi ấy thì ngoài những cảm xúc buồn bã vì anh ta mất đi tình yêu của mình, thì anh ta bắt đầu đón nhận thêm sự tức giận. Anh ta tức giận bởi vì bị phản bội, tức giận bởi vì anh ta cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối. Nếu như anh ta quan sát và đối mặt với những cảm xúc ấy, thì anh ta sẽ biết cách để mà chấp nhận cái nỗi buồn này. Nhận thức, thấu hiểu cảm xúc của chính mình chính là chìa khóa để ta thoát ra khỏi chúng. Nghĩa là chúng ta không nên chống lại nó, mà nên chấp nhận nó, đối mặt với nó. Bởi vì khi mà chúng ta cố kìm nén cảm xúc tiêu cực của mình, hay nói một cách khác là chúng ta cố gắng chống lại nó, thì nó sẽ dẫn đến mất cảm giác với chính bản thân mình. Từ đây, không chỉ với những nỗi buồn mà cả những niềm vui,
chúng ta cũng sẽ mất dần khả năng cảm nhận những cảm xúc tích cực. Đừng quá sùng bái tư duy lý tính. Tư duy lý tính hay còn gọi là trí tuệ lý trí, không chuẩn bị cho cá nhân đương đầu với những thử thách của cuộc sống và nắm bắt những cơ hội hiện ra. Ngay cả khi chỉ số IQ cao cũng không đảm bảo cho sự thịnh vượng, cho sự uy tín cũng như hạnh phúc của bạn. Nhà trường và nền văn hóa của chúng ta thường chỉ chú trọng đến các năng lực trừu tượng mà bỏ quên đi trí tuệ cảm xúc. Nói một cách khác, bỏ quên toàn bộ những nét tính cách có ảnh hưởng rất lớn tới số phận của chúng ta. Giống như môn toán hay môn văn, đời sống cảm xúc là lĩnh vực mà trong đó người ta có thể chứng tỏ mình có tài năng nhiều hơn hay là ít hơn, và nó đòi hỏi sự am hiểu nhất định. Và sự thành thạo của cá nhân về mặt này giải thích tại sao về sau chúng ta sẽ thành công, trong khi một người khác thông minh tương đương lại không thành công. Năng lực xúc cảm là một siêu năng lực, nó quyết định việc chúng ta khai thác thế mạnh của mình, kể cả là trí tuệ, hiệu quả như thế nào. Đương nhiên là sẽ có rất nhiều con đường để thành công, cũng như nhiều lĩnh vực mà trong đó những năng lực khác của chúng ta được đền bù. Trong xã hội dựa trên sự tăng trưởng tri thức này, đó chính là trường hợp thành thạo về kỹ thuật. Nhưng mà rõ ràng là những người có thói quen suy nghĩ kích thích hiệu quả, hiểu biết tình cảm, nắm được và làm chủ chúng, đoán được tình cảm của người khác và hòa hợp với họ tốt thì sẽ có lợi thế trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, trong tình yêu cũng như trong công việc. Ngược lại thì những người không kiểm soát được đời sống tình cảm của mình thì chịu những xung đột nội tâm và phá bỏ mất năng lực tập trung và suy nghĩ sáng rõ của họ. Quay trở lại với câu chuyện của anh chàng thất tình vì bị phản bội. Anh ta thấy mình yếu đuối và tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ cảm xúc, giấu đi cảm xúc thực sự của mình, hay là kìm nén cảm xúc thật. Chúng ta lầm tưởng rằng như vậy sẽ tốt hơn khi giúp mình rèn luyện và quên đi cảm xúc tiêu cực và nỗi buồn. Nhưng mà trên thực tế thì nó lại không phải như vậy. Khi ấy, nó sẽ có xu hướng quay lại và mãnh liệt gấp đôi, khiến chúng ta bất lực mà thốt lên rằng tôi không biết phải làm thế nào để có thể đối mặt với cảm xúc của mình. Điều này bắt nguồn từ cái suy nghĩ rằng ta không nên cảm nhận những cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực nên được kìm nén và kiểm soát hoàn toàn. Khi mà kìm nén cảm xúc thì chúng ta đã tích lũy một lượng lớn năng lượng ở bên trong của hệ thần kinh. Nó cực kỳ gây hại cho sức khỏe về thể chất và cả tinh thần. Hoặc là một câu chuyện như sau. Có một cô gái ly hôn với chồng vì chồng cô yêu một cô gái trẻ hơn và đột ngột tuyên bố là sẽ đến sống với cô ta. Sau nhiều tháng cay đắng, cô ta nói với người bạn của cô ấy rằng cô thích cuộc sống độc lập, rằng những chuyện cũ không làm cho cô xúc động nữa. Nhưng chỉ một thoáng sau khi tâm sự với bạn, mắt cô lại đẫm lệ. Cô ấy đã cố gắng kìm nén nỗi buồn của mình, nhưng mà càng kìm nén thì nỗi buồn của cô lại càng trở nên dai dẳng hơn. Nhiều người trong chúng ta luôn luôn chỉ mong rằng lúc nào cũng được vui vẻ và có trạng thái tích cực. Nhưng mà theo tác giả thì đây lại chính là cách mà ta tự đào hố chôn mình, trở thành chướng ngại cho chính bản thân bạn. Bởi vì chúng ta không bao giờ có được một cuộc sống màu hồng mà lúc nào cũng chỉ có niềm vui và sự tích cực. Khi mà mang trong mình những mong cầu như trên thì lúc mà rơi vào trạng thái tiêu cực, chúng ta mặc định là sẽ phải kìm nén nó để luôn giữ trạng thái tích cực, phải luôn vui và hạnh phúc dù bất cứ có chuyện gì xảy ra. Họ cho rằng cảm xúc buồn bã chỉ là để dành cho những kẻ yếu đuối. Muốn phát triển bản thân tốt thì chúng ta phải luôn giữ trạng thái tích cực. Khi bạn cố che đậy đi cảm xúc của bản thân thì nó chỉ càng làm cho cảm xúc chồng chất lên nhau. Nó sẽ càng hành hạ và ám ảnh bạn lâu dài hơn. Khác với chỉ số IQ, chúng ta có thể rèn luyện để gia tăng chỉ số cảm xúc EQ suốt cả một đời. Nên để sớm gạt bỏ được cảm xúc tiêu cực của cả hai người trong hai câu chuyện trên, thì họ cần phải rèn luyện cho mình trí tuệ cảm xúc bằng cách là tự hỏi mình những câu như sau. Tại sao tôi lại cảm thấy như thế này? Kiểu suy nghĩ nào đã châm ngòi cho những trạng thái cảm xúc như vậy? Hãy ngồi yên tĩnh và nhắm mắt lại, tìm xem cảm xúc tiêu cực đó ở vị trí nào trong cơ thể của bạn, chúng bắt đầu từ đâu và phát triển ra sao. Rồi bạn hãy nghĩ đến việc cảm xúc đó sẽ biến mất, thì nguyên nhân nào có thể làm chúng biến mất. Thông thường, khi mà một người hiểu anh ta đang buồn bã, tức giận hay sợ hãi điều gì, thì dần dần sự buồn bã, tức giận và lo sợ ấy sẽ dần biến đi.
Điều đó dường như diễn ra nhờ có sự lặp đi lặp lại tự nhiên. Khi người ta đối mặt với đối tượng mà người ta tưởng là đáng sợ, trên thực tế thì lại không đáng sợ gì cả. Chẳng hạn, một đứa trẻ sợ chó từ khi nó bị con béc dê Đức rượt đuổi, nhưng mà nó sẽ dần mất đi sự lo sợ ấy khi mà chơi đùa cùng với con béc dê dễ mến ở cạnh nhà mình. Việc quan sát để hiểu rõ về cảm xúc của ta sẽ giúp ta nhận ra là ý nghĩ nào đã làm ta sinh sản ra những tâm trạng tiêu cực như vậy. Đây chính là cách mà ta chủ động trải qua những trạng thái tiêu cực ấy thay vì để cho nó chi phối bản thân mình. Thay đổi góc nhìn, thay đổi cảm xúc. Bạn có thể lựa chọn cách nhìn tồi tệ hay là tốt đẹp. Việc thay đổi góc nhìn hoàn toàn không phải là đang tự lừa dối bản thân. Bởi vì thường thì tâm trí chúng ta chỉ nhìn thấy một phần rất nhỏ thực tế và diễn giải nó theo một cách nhất định. Ví dụ như khi bạn bị sếp mắng, phê bình bạn trước mặt mọi người, bạn có thể căng thẳng và phiền muộn. Nhưng mà bạn cũng có thể lựa chọn thay đổi góc nhìn về việc đó bằng suy nghĩ, biết đâu do sếp mình không được khỏe, tâm trạng của anh ấy không tốt do vấn đề cá nhân, hay biết đâu đấy là sếp đang muốn tăng chức cho mình nên anh ấy muốn thử xem cách mà mình xử lý tình huống như thế nào để ra quyết định. Việc thay đổi góc nhìn này sẽ giúp bạn thay đổi hoàn toàn cảm xúc từ tiêu cực sang tích cực hơn. Hoặc một ví dụ khác, khi mà bạn đang trên đường đi làm mà lại bị tắc đường, bạn có thể tỏ ra tức giận, bực bội, nóng ruột như những người khác để rồi mang cái tâm trạng đó đến công ty làm việc. Hoặc là bạn cũng có thể cảm thấy thật là thú vị khi mà tự nhiên lại có thời gian ngắm nhìn phố phường vào buổi sớm, cảm nhận sự bắt đầu nhộn nhịp của một ngày, để rồi bạn phát hiện ra có một cửa hàng bán cái món đồ mà mình đã tìm bấy lâu nhưng mà không tìm thấy. Kẹt xe với một tâm trạng bực bội hay là thoải mái, tại sao bạn lại không lựa chọn tâm trạng thoải mái? Thay đổi cách nhìn nhận vào thực tại là một kỹ năng mà bạn có thể hoàn toàn học hỏi được thông qua việc thực hành nó mỗi ngày. Bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ, hãy thường xuyên thực hành nó để tâm trí của bạn biết rằng nó có quyền nhìn nhận thực tại, để khả năng này phát triển và trở thành một phần ở trong bạn. Gạt đi sự lo lắng. Ian Duhovsky đã nói rằng, người ta cứ tự đào hố chôn mình, một nấm mồ chỉ tồn tại trong tâm trí. Có đến hơn 90% tình huống khiến con người ta căng thẳng và lo lắng lại không trở thành hiện thực. Mà dù có xảy ra đi chăng nữa thì nó lại thường dễ dàng vượt qua hơn là ban đầu mà người ta tưởng tượng về nó. Rất nhiều người dùng quá nhiều thời gian để nuôi dưỡng những ý nghĩ tiêu cực, để rồi họ đánh đổi những giây phút thực tại của mình bằng đủ thứ suy nghĩ tiêu cực độc hại và vô dụng. Tất cả những gì mà bạn đang lo lắng, nó chính là nhận thức của bạn về thế giới này. Nó được xây dựng lên bởi chính những khái niệm và niềm tin của bạn. Đôi khi bạn lại tưởng rằng bạn phản ứng lại với tình huống hay là ai đó, nhưng mà không phải như vậy. Chỉ là bạn đang phản ứng lại vì chính quan điểm của bạn về tình huống hay là ai đó. Khi mà bạn có suy nghĩ tích cực thì cảm xúc tích cực sẽ xuất hiện trong cơ thể của bạn. Và ngược lại, khi bạn có suy nghĩ tiêu cực thì những cảm xúc tiêu cực cũng sẽ xuất hiện trong cơ thể của bạn. Ryan Katie đã rơi vào tình trạng trầm cảm cùng cực và phải chịu đựng tình trạng như vậy suốt hơn 10 năm. Vào năm 30 tuổi, vào một buổi sáng thì cô bất chợt nhìn thấy một tia sáng le lói và cô hiểu ra một điều vô cùng quan trọng. Điều này đã được cô viết trong cuốn sách Hàng ngàn tên gọi của niềm vui. Tôi phát hiện ra rằng khi tin vào suy nghĩ của mình, tôi chịu đựng đau đớn, và khi không tin thì tôi chẳng phải chịu đựng gì cả. Và điều này đúng với tất cả mọi người. Tôi phát hiện ra rằng sự đau khổ là một lựa chọn. Và tôi biết được rằng niềm vui trong tôi chưa bao giờ từng biến mất. Và với tất cả mọi người cũng như vậy. Ý nghĩ sẽ chỉ có thể khiến bạn lo lắng, buồn phiền nếu như bạn tin chúng là thật. Tuy nhiên, khi bạn thôi tin như thế thì chúng sẽ ngừng làm ảnh hưởng đến bạn. Học cách tha thứ. Tha thứ chính là nghệ thuật mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn thoát khỏi ngục tù mà bạn tạo ra cho chính mình. Tha thứ không chỉ giúp người khác tránh được tội lỗi, mà quan trọng hơn là bạn nên làm như thế để tự giải thoát cho chính bản thân mình. Nói thì nghe có vẻ dễ, nhưng mà để tha thứ được thì bạn nên xem xét động cơ của người đó và hiểu được đâu là điều khiến họ trở nên như vậy. Chỉ khi đó bạn mới có thể chấp nhận được thực tại
và đặt kỳ vọng của bản thân mình sang một bên. Bạn sẽ nhận ra rằng chẳng có gì để mà tha thứ, vì chẳng có ai phạm lỗi. Thường thì sẽ chẳng có lỗi lầm gì ở đây, mà đó chỉ là sản phẩm nhân tạo của tâm trí bạn tạo nên, bởi vì vốn tin rằng có hai ý niệm rạch ròi giữa tốt và xấu. Tha thứ chính là giúp chữa lành mọi vết thương từ tâm hồn của chính bạn. Điều hòa được cảm xúc, từng bước rèn luyện trí tuệ cảm xúc của bản thân. Dù chưa thể trở thành người thành công ngay, nhưng ít nhất nó cũng sẽ giúp cho bạn trở nên hạnh phúc, tự tin và tràn đầy năng lượng, sống một cuộc đời với nhiều những niềm vui hơn khi thấu hiểu cảm xúc của bản thân mình. Video ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hy vọng rằng nó hữu ích đối với bạn. Nếu bạn thích nó thì xin hãy chia sẻ đến mọi người và đừng quên cho mình một nút like. Cuối cùng, xin cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.